Đối với người lính cảnh vệ Nguyễn Ngọc Cẩn thì những ngày tháng công tác trong cục cảnh vệ, nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, mãi mãi là kho ký ức đầy tự hào khi ông đã vinh dự được bên cạnh và bảo vệ cũng như phục vụ Bác Hồ. Hơn nữa, chính đây cũng là nơi đã chắp cánh tình yêu giữa ông với người đồng nghiệp, đồng chí và cũng là người bạn đời của mình, bà Lưu Thị Tính. Trong căn phòng khách nhỏ bé, đồ đạc khá đơn sơ, nhưng điểm nhấn đặc biệt là khắp nơi trong căn nhà đều ghi dấu nhiều kỷ niệm qua từng bức tranh, từng kỷ vật và cả trong trí nhớ của người lính già về lần đầu tiên được gặp Bác. Bác đối với các con, các cháu thì rất quý. Thế lúc bây giờ tôi thì cũng là vinh dự như thế. Thì đến khi mà chuyển sang cảnh vệ thì tôi được vào bảo vệ Bác. Đầu tiên thì làm cái nhiệm vụ nên là bảo vệ một cái vòng cũng không xa đâu, chỉ cách được 10 mét thôi. Nhưng mà trực tiếp đi Bác ấy, thì phải nói là từ năm 7, năm 8 là lúc bây giờ là coi là đi Bác nhiều. Có lẽ suốt cả cuộc đời, người lính cảnh vệ nói chung, ông Cẩn nói riêng, thì những nhiệm vụ được phục vụ Bác Hồ, các vị lãnh đạo đảng, nhà nước vừa là nhiệm vụ, vừa là vinh dự, không phải ai cũng có được. Nên những kỷ niệm về người đã trở thành một trong những tiềm thức không thể quên trong cuộc đời người lính cảnh vệ như ông. Vì chính nơi đây đã giúp ông có cơ hội gặp gỡ và bén duyên với tình yêu cuộc đời. Tôi thì là được Bác tặng một đôi hài. Anh Cẩn đây thì là được đi cùng với Bác nhiều lần, cho nên là ngay ở trong phủ chủ tịch thì anh có nói là mời Bác đến hôm nay là chúng cháu tổ chức lễ cưới thì mời Bác đến dự. Thế thì Bác bảo để Bác có chút tặng phẩm tặng cô chú. Không chỉ có vợ chồng ông Cẩn, bà Tính, hàng năm vào những ngày giữa tháng 5 khi cận kề ngày sinh nhật Bác, những người lính cảnh vệ năm xưa đều tập trung lại cùng nhau vào lăng viếng Bác. Đối với họ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một vị lãnh tụ rất giản dị, hết lòng quan tâm đến mọi người. Trong khi chúng tôi làm nhà sàn cho Bác, thì Bác ở cái lán bên cạnh, cho nên là Bác cứ hay ra hỏi chuyện anh em khi anh em làm việc. Thì Bác cứ hỏi anh em là các cháu quê ở đâu và hỏi tình hình ở đơn vị, cuộc sống ở đơn vị như thế nào. Bác rất giản dị mà không phải chăm nhau cho cả nước, đối với dân mà đối với đồng bào Việt Nam, Bác thao thức biết làm sao được đông sông đồng bối được việc Bác. Và Bác đi đến đâu thì là nhân dân đón tiếp, nhưng mà khi mà tổ chức Bác để liên hoan Bác không dự, Bác đã tổ chức thì tốn kém, và trong đó Bác dự thì tất cả câu số kia. Và Bác, tôi được đi với Bác thì mỗi lần đi á thì Bác đi đến đâu thì Bác cũng hỏi các đồng chí bảo vệ lái xe, tức là ăn uống chưa. Giờ đây những người chiến sĩ cảnh vệ lúc ấy đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, dấu vết thời gian đã in hẳn trên khuôn mặt, xóa nhòa tuổi thanh xuân, nhưng những năm tháng của tuổi trẻ được phục vụ Bác Hồ là một ký ức đẹp không thể quên, không phai mờ trong tâm trí họ.